bay dạy cứu quan tham làm phép được bao nhiêu tiền đô. Mỗi ông ăn một ít, dân đen nào biết cứ thi nhau nộp tiền. Vì kiếp làm thuê xa xứ xa nhà, chỉ muốn về quê thế nên chấp nhận. Mà nào ngờ đâu cả một băng nhóm tham nhũng tham ô. Đừng nghe tòa phán năm tư bị cáo chắp tay con lạy ông. Bố con đang già yêu, cúi mong tòa án thứ tha con lần này. Tòa phán mày ngu, tham nhũng làm gì, lò đốt người gian, cớ sao không nhìn. Vì tiền tham lam để rồi cay đắng đến hai ba đời.